Xin chào tất cả mọi người Các bạn thân mến, hôm nay cây người dẫn đường coi âm hân hạnh được gửi tới tất cả các bạn câu chuyện của tác giả Hin Nghiêm Đây là tác giả mà lần đầu tiên cây người dẫn đường coi âm hợp tác với tác giả này Và hy vọng rằng cái sự hợp tác này sẽ đem lại một cái luồng gió mới Cũng như một câu chuyện thật đặc sắc gửi tới cho tất cả mọi người trong buổi tối ngày hôm nay Tác giả câu chuyện này kể về một câu chuyện rất là hay sau 5 năm xa cách quê nhà thì chàng trai trong câu chuyện trở về quê với biết bao ngỡ ngàng. Bởi chỉ mới 5 năm trôi qua thôi mà mọi thứ thay đổi quá nhiều. Và đặc biệt, một sự kiện kinh khủng đã xảy đến với hai người bạn thân của chàng trai. Hai người bạn thân chơi với chàng trai này từ thời thơ ấu tên là Mi và Thân. Mi và Thân đã yêu nhau sau một lần Thân liều mạng cứu Mi khi ba người đang chơi ở miếu và vô tình đã gặp một con quỷ trong ngôi miếu đó từ đó trở đi mi và thân trở nên say đắm nhau yêu thương và dành cho nhau rất là nhiều những điều ngọt ngào nhưng cuộc tình đó tưởng chừng như đã trọn vẹn nhưng rồi lại không thể trọn vẹn được khi ba của thân lấy cô vợ hai và sinh ra một người em trai cùng cha khác mẹ với thân bi kịch và mọi chuyện khủng khiếp bắt đầu diễn ra từ đó. Để rồi cuộc tình này trở nên là một cuộc tình đau thương. Mời mọi người cùng đón nghe câu chuyện tác giả hình niệm qua giọng đọc của Suy Thuận. Này có câu chuyện kinh dị nhưng chứa đầy những nỗi buồn trong cuộc sống mà mình muốn gửi tới các bạn. Kết thúc một năm làm lụng mệt mỏi trên thành phố chật hẹp và ồn ã, cũng đã 5 năm tôi không trở về nơi thôn quê yên bình, mang bao kỷ niệm thời ấu thơ, nơi tôi chôn rau cắt rốn và cũng là nơi mang nhiều những nỗi buồn đau thương, mất mát. Bước xuống xe, tôi hít một hơi dài để cảm nhận cái mùi vị mà nơi quê hương của mình mang lại từ phía xa bố tôi gọi giật giọng Hìn, mau lên con nhìn thấy bố ở trong tôi dâng tràn lên một cái cảm xúc khó tả nhìn bố mà tôi thấy mình thật có lỗi đã lâu vậy rồi mà mình không về thăm bố bố đã già đi nhiều quá những nếp nhăn những nốt chân chim và mái tóc bố cũng đã chuyển màu bạc trắng chạy tới nơi tôi hớn hở ôm bố rồi hỏi bố đợi con lâu chưa ạ à? Bố tôi cười nói Bố cũng vừa ra thôi Sao đi lâu vậy mà không về thăm gia đình Lại còn chả có liên lạc gì cả Nghe bố nói mà tôi ứa nước mắt Cảm thấy mình có tội Đã 5 năm qua tôi không về nhà Cắt hết mọi liên lạc ở nhà Thậm chí tôi cũng chả sử dụng bất kỳ một cái mạng xã hội nào cả Chỉ vì tiền, vì công việc Mà tôi đã quên đi rằng tôi còn người cha thân yêu luôn chờ đợi tôi trở về Tôi sợ mình không kìm được lòng và tôi không biết phải trả lời với bố thế nào. Để bố không buồn, nên tôi liền dụ bố để khỏi phải trả lời những câu hỏi đầy trách móc của bố. Thôi, mình về thôi bố. Bố chở tôi trên chiếc xe máy cà tàng mua từ hồi tôi còn bé. Cái ngày mà tôi lần đầu tiên được ngồi trên một chiếc xe gắn máy. Những ngày tháng bên bố, được bố yêu thương, được bố đưa đi chơi trên chiếc xe gắn máy. Và cũng chính bố một người vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi tôi khôn lớn ngồi lên xe tôi thấy cả tuổi thơ mình trở lại tôi như bé lại tôi như muốn trở lại là một đứa trẻ không biết buồn vui khó khăn trong cuộc sống cũng không cần nghĩ ngợi nhiều thứ như bây giờ về tới nhà tôi ăn uống và ngủ nghỉ tới chiều cả nhà đã đi làm vườn cả chỉ còn mình tôi ở nhà vì cảm thấy buồn nên tôi quyết định sang một số nhà hàng xóm để chào hỏi sau khi đi thăm hỏi đến nhà cuối cùng, cũng là nhà gần nhà tôi nhất, nhà bà Tâm. Tới cổng thấy bà đang nhặt cỏ ở vườn rau trước nhà. Thấy tôi, bà cười hiền từ và gọi tôi vào nhà ngồi uống nước. Hình về rồi đấy hả con? Vào nhà ngồi uống nước đi. Tôi vâng dạ rồi bước vào nhà bà. Ngồi xuống kế tôi hỏi Han về sức khỏe, về cuộc sống của bà và mọi người trong gia đình. Gia đình bà Tâm có hai người con, người con cả thì vào nam làm ăn từ thỏ tôi còn nhỏ rồi không về nữa còn người con thứ hai thì chú ấy kém bố tôi hai tuổi ở với bà lấy vợ rồi cũng có cậu con trai bằng tuổi tôi được một tuổi thì mẹ nó bỏ nó đi bố nó quyết định đi bước nữa để có người chăm sóc nó và mẹ hồi đó hai thằng tôi thân nhau lắm hay sang nhà bà chơi nên bà cũng coi tôi như cháu bà đang nói chuyện thì tôi bất chợt nhìn lên phía ban thờ thì thấy ảnh của chú tôi liền hỏi Ủa, chú Hùng đâu rồi hả bà? Mà thằng thân đâu? Mà nhà vắng vậy ạ? À? Còn có cả Việt nữa. Nét mặt bà đang dạng dỡ, thì sau câu hỏi của tôi, nét mặt bà liền trùng xuống, đôi mắt của bà sưng sưng. Vốn tôi hỏi như vậy để né những câu nói không hay khiến bà buồn hơn. Bà Tâm nói: chuyện dài lắm con ạ. À. Thấy bà nói vậy tôi vội lên tiếng nếu bà không có chuyện gì thì kể cho cháu nghe được không ạ à? thấy tôi nói vậy bà liền kể cho tôi nghe bằng cái giọng nghẹn ngào câu chuyện bắt đầu xảy ra từ khi mẹ kế của nó về nhà nó làm dâu và đó cũng là những ngày tháng đau thương của gia đình bà sau này trước đây bà ở một mình sau đó bà mới dọn về đây sống hôm ấy nó vừa đuổi châu về nhà vào buổi chiều tối cho châu vào trường nó bỏ chiếc mũ cối trên đầu xuống bước ra giếng để rửa chân tay sau đó lên nhà. Vừa bước vô nhà thì thân chạm ngay khuôn mặt giận dữ của bố. Bố nó gằn giọng. Mày đi vào đây, tao hỏi mày cái này. Sau câu hỏi đó thì nó đã có một sự cảm không lành. Nhưng điều khiến nó khó hiểu nhất là không biết tại sao bố lại giận dữ. Nó khép nép bước vào nhà lý nhí lên tiếng. Dạ, làm gì vậy bố? Bố nó mặt hầm hầm, nhín răng mà hỏi. Mày trộm tiền của mẹ mày đúng không? Nó giật mình ngơ ngác. Dạ. Đâu? Con có lấy tiền của mẹ đâu? Chưa kịp dứt câu, thì nó nhận ngay một cái bạt tay như trời sáng khiến cho nó loạn choạng suýt ngã rồi bố nó quát lớn. Mày còn cãi đúng không? Nó chưa kịp trả lời, thì bố đã lấy chiếc roi tre mà ông vừa nhặt về, vụt liên tục vào lưng và mông của nó. Còn nó chỉ biết oàn mình nhận những đòn roi chát chúa từ bố mình. Tiếng roi vun vút vụt vào người thân, cũng cùng những tiếng bồn bột như muốn xé cả xác thịt nó ra. Rồi nó khóc, nó khóc chả biết vì sao. Vì điều gì mà bố lại đánh nó đến như vậy, lại cho rằng nó ăn cắp tiền của mẹ, dù nó không hề lấy cắp. Hồi đó tôi cứ nghĩ mãi không hiểu tại sao nó lại ăn cắp tiền của mẹ nó. Nhiều lần tôi hỏi nó, nhưng nó cũng không nói. Tính nó như vậy đấy, có chuyện gì nó cũng chỉ giữ riêng cho mình chả khi nào nó tâm sự với ai giờ thì tôi hiểu hiểu những lần mà nó ăn cắp tiền những trận đòn roi ấy là do đâu là do mẹ kế của nó người mà luôn được mọi người mến được mọi người quý vì thương con chồng nhưng đâu ai biết đó chỉ là cái mác mà bà ta khoác lên mình để qua mặt mọi người đâu ai biết rằng bà ta đã từng đánh nó chảy cả máu đầu đâu ai biết rằng nó đã từng bị đổ tội ăn cắp tiền bị đánh thừa sống thiếu chết mà nó không hề lấy cắp bà ta không trực tiếp ra tay đánh nó nhưng dùng nhiều thủ đoạn để bố nó đánh nó quay lại chuyện của nó sau nhiều lần bị đòn oan nó quyết định ra ở với bà không về nhà nữa dù bố nó có ra nhà bà dọa nạt đánh đòn nó thì nó cũng không chịu về nhiều lần không được bố nó cũng chả muốn quan tâm nữa mặc kệ nó muốn thế nào thì thế. Sau nhiều lần dọa nạt thuyết phục không được, bố nó cũng đành cho nó sống với bà. Sáng thì nó đi học, chiều thì về thả châu cho bà. Thời điểm ấy tôi, nó và Mi, một con bạn xóm bên chơi rất thân với nhau, đã gặp một chuyện, mà chính câu chuyện ấy khiến tôi tin vào ma quỷ, và cũng chính câu chuyện ấy đã khiến nó sốc nặng và tâm thần về sau này. Câu chuyện bắt đầu khi tôi, nó và Mi được nghỉ hè năm lớp 9 còn mi thì kém chúng tôi một tuổi. Sau khi đã chơi những trò chơi thường nhật cùng nhóm bạn trong xóm, chiều xuống thì ba đứa chúng tôi ngồi lại cùng nói chuyện. Nó lên tiếng nói với hai đứa tôi. Này, hai đứa mày tối nay nghĩ là trò chơi gì chưa? Tôi và mi lắc đầu, nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của nó, tôi hỏi nó. Mày tính rủ bọn tao chơi trò gì hả? Thấy vẻ mặt nghi ngờ của tôi và mi nó cười nham nhở rồi nói. Có gì đâu, tính rủ chúng mày tôi ra bẻ ngôi nhà tao vào cái miếu ngoài đồng giữa thôn mình với thôn con mi nướng ăn thôi. Nói xong, mi chọn mắt sợ sệt. Với tôi một thằng không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ bố mẹ như tôi, thì tất nhiên sẽ đồng ý ngay với ý kiến của nó. Nhưng với mi thì khác, mi lên tiếng mắng tôi. Mày điên à thân? Người ta nói cái miếu đấy là miếu của quỷ đấy Nghe nó nói Tôi liền bật cười sằng sặc mà nói Đúng là đồ con gái Người ta dọa thôi Chứ trên đời này làm mẹ gì có ma với chả quỷ Thấy tôi nói vậy Mi trưởng mắt lườm tôi mà mắng Lại còn mày nữa A rua theo Không tin cũng đừng có bán bộ Kẻo nghiệp quật không kịp tránh đâu mày Thấy Mi có vẻ sắp giận Tôi đành lên tiếng giản giải Kẻo nó lại giận tôi cả tuần Thôi thôi được rồi cô nương Có hình đẹp trai và thân mạnh mẽ ở đây rồi Cô nương không cần phải sợ có gì hai anh bảo kê. Được chưa? Sau khi tốn mất hàng tấn calo và nước bọt, thì cũng thuyết phục được mi đi cùng chúng tôi tham gia một đêm kinh hoàng, mang đầy những nỗi ám ảnh cực độ. Hôm ấy, khi ăn cơm xong, tôi xin phép bố đi chơi. Được bố cho phép tôi mừng như bắt được vàng, vừa chạy vừa huyết xáo chạy sang nhà nó. Vừa tới cổng tôi đã thấy nó đứng chờ sẵn, thấy tôi tới, nó cười tít mắt và trêu tôi. Tao lại tưởng mày sợ trốn luôn ở nhà rồi chứ. Thấy nó nói vậy, tôi nhức chân mặt đá vào mông nó một cái rồi nói. Mày nghĩ tao là ai mà phải sợ? Thấy tôi nổ, nó liền bĩu môi. Vâng, vâng, bạn thì biết sợ gì ngoài phụ thân đâu. Sau câu nói, hai đứa tôi cười ha hả và dạo bước trên đường đến nhà mi Vì nhà chúng tôi và nhà mi cách khá xa. Nhà mi thì có hai chị em, cô em tên là linh không hiểu bằng cách gì mà mi nó lại rủ được thêm cả con linh tham gia cùng chúng tôi sau đó chúng tôi cùng nhau ra đám ngô nhà nó để lấy ngô đi nướng vào miếu nướng được vài bắp mà chẳng thấy có chuyện gì xảy ra nó liền lên tiếng đấy tao đã bảo mà làm gì có cái gì đâu chúng mày cứ nghe người ta nói liên thiên rồi sợ thấy nó nói vậy tôi cũng nổ mấy câu cho oách kể cả có có đi nữa mà dám ra tao đánh cho mấy con mãi một trận đi chứ. Thấy tôi nói vậy, mi và Linh bĩu môi nói. Ôi rồi ông thì cái gì chả giỏi. Chưa kịp phòng mũi, thì bất chợt một tiếng động ngay phía bên bàn thờ phát ra, khiến không gian trở nên im bặt. Gió từ đâu thổi vào khiến chúng tôi lạnh sống lưng, dù đây đang là giữa mùa hè. Thấy hiện tượng lạ, tôi lập tức chấn an. Chúng mày sao đấy? Chắc là mèo hay gì thôi, thấy tôi nói vậy nó cũng cùng lên tiếng phải đấy khéo khi là gỗ nó mục nó gãy thôi nhưng chúng tôi chưa kịp định thần thì bỗng nhiên nghe thấy những tiếng xèo xèo như có gọi nước rơi vào lửa vậy bên ngoài thì không có mưa không ai nói với ai cả bốn đứa chúng tôi cùng ngước lên nhìn thì lại không có thứ gì ở trên đó cả ngoảnh mặt xuống thì những bắp ngô đang nướng lốm đốm những giọt nước đặc sệt mà đỏ như máu chưa hết kinh hãi thì đột nhiên một thứ gì đó trên nóc nhà rơi xuống Chúng vào đống lửa. Trời ơi, cái gì nhìn giống đầu người vậy? Tôi và nó nhìn thẳng vào thứ đó, thì ngay lập tức tôi như có một dòng điện lan tỏa khắp cơ thể. Mẹ nó, đúng là cái đầu người rồi. Một cái đầu người đang phân hủy thối giữa trọng mắt lồi cả xa. ra. Da thịt thì lợ loét những giỏi, lúc nhúc. Tóc tai thì lầm chởm, bốc cháy lên một mùi khét lẹt. Đang trong lúc cực độ nó lắp bắp lên tiếng Hin, mày bảo sẽ đánh con ma một trận mà Nó ra rồi đấy, mày đánh đi Ôi con mẹ nó Nghe nó nói mà tôi muốn đấm vào miệng nó thế không biết Bây giờ là giờ nào rồi mà nó còn trêu tôi được Sau giây phút kinh hoàng Tôi nhanh chóng định thần và gọi chúng nó bỏ chạy Vừa ra tới cửa thì ngay trên mái của chiếc hiên rơi xuống Một cái xác người không đầu treo lủng lặng Vì lực rơi mạnh khiến máu trên cái cổ thiếu đầu ấy bắn khắp thân thể của chúng tôi. Trong giây phút kinh khủng tột độ ấy, nó đã dùng thân mình để che chắn và bảo vệ hai cô gái cùng bỏ chạy. Sau lần đó, thực sự tôi đã không còn dám khoác lác rằng trên đời này không có ma quỷ nữa. Và cũng từ đó mi và nó yêu nhau. Trở lại với câu chuyện của bà Tâm. Sau khoảng một năm từ lúc tôi đi khỏi vùng quê này, thì một chuyện đã xảy ra với mi trong một buổi chiều mưa lâm thầm cơn mưa xuân đầu tiên và cái lạnh của mùa đông. Cơn mưa đã để lại đầy đau thương, nước mắt và cũng là sự trả giá cho tội ác mà chính kẻ mang thân người nhưng linh hồn ác quỷ đã làm. Nói về Việt, cậu em trai cùng cha khác mẹ của nó, thì Việt cũng ngoan ngoãn và lễ phép. Việt cũng chỉ kém tôi và nó một tuổi. Việt được ở cùng bố mẹ nên cậu rất được cung chiều. Lúc tôi đi xa vào năm 21 tuổi, thì Việt cũng đang học đại học. Học đại học xong, Việt về ở nhà chả thấy làm ăn gì cả. Vì được cưng chiều nên khi đi học, Việt ăn chơi đàn đúng. Trở về nhà, Việt cũng không bỏ được, suốt ngày rượu trẻ bê tha. Còn về nó, nhờ chăm chỉ làm lụng nên cuộc sống của nó và bà cũng ổn định. Chiều hôm ấy đang làm thì trời bắt đầu rơi những hạt mưa lâm thâm. Những hạt mưa đầu mùa báo hiệu bắt đầu một mùa xuân mới và cũng báo hiệu kết thúc của một cuộc đời tối đó nó hăm hở chạy sang nhà mi để gặp mặt mi tới nơi thì nó thấy nhà mi được phủ bởi một màu tang tóc nhưng tiếng khóc ai oán trong nhà vọng ra còn đang ngơ ngác thì một người bạn cùng xóm với mi chơi cùng nó nói nhỏ vào tai nó vào thắp hương cho mi đi mày mi nó mất rồi như xét đánh ngang tai nó như chết lặng sau lời thì thầm đó đầu óc trắng váng, nó phóng thật nhanh về phía trong nhà mi. Vào trong, nó thấy mi đang nhắm nghiền mắt trên tấm phản giữa nhà. Cả bầu trời lúc đó với nó như sụp đổ. Nó òa khóc, chạy lại ôm lấy thân thể lạnh lẽo cứng nhắc của mi mà khóc. Nhìn nó như vậy, ai cũng thương cho nó. Nó và mi thương nhau, thì hai làng ai cũng biết. Đến lúc nhập quan, nó cứ ôm khư khư cái xác mà không cho ai động vào. Dù thương nó và mi lắm, nhưng mọi người vẫn cố khuyên can nó. Khuyên mãi thì nó mới chịu buông ra. Từ sau cái chết của mi nó như người không hồn, lúc nào cũng thẫn thở, lúc khóc, lúc thì cười một mình. Cũng từ đó, Linh qua chăm sóc quan tâm nó nhiều hơn. Với Linh thì cũng thầm thương nó từ lâu rồi, nhưng vì thấy mi và nó hạnh phúc, vậy nên Linh cũng chả dám mộng tưởng. Giờ thì mi mất, Linh cũng chỉ mong sao có thể giúp cho nó khỏa lấp phần nào một tháng sau khi mi mất nó mới dần lấy lại được tinh thần và quay lại với công việc thường nhật tối đó như thường lệ nó lại mang những chiếc rọ lươn đi thả để sáng mang ra chợ bán kiếm chút tiền trang trải sau khi thả xong nó ngồi bệt ra đám cỏ bên suối để nghỉ đột nhiên nó nghe thấy tiếng sột soạt ở sau lưng ngoảnh mặt lại thì nó lại không thấy bất cứ thứ gì nó nghĩ chắc tại dạo này mình mệt mỏi quá nên thần hồn nhát thần tính. Nó ngả lưng xuống đám cỏ để nhìn lên trời ngắm những vì sao, để nhớ về những kỷ niệm và nó và mi từng dành cho nhau. Cả cái cảm giác lạnh lẽo của mùa đông khiến nó lại càng chìm vào những cơn mê của những ngày tháng hạnh phúc. Những đêm ngồi bên bờ suối, sau khi cả hai đứa thả dọ, rồi ngồi tâm sự cùng nhau những chuyện vui buồn, mi vẫn thường hay ném những hòn đá nhỏ xuống suối. mi nói đó là mình đang ném những nỗi buồn cho nó bị nước trôi rửa và cuốn đi thật xa. Một bóng dáng thân quen đến gần, ngồi cạnh nó, nó nhìn lên, thì xa là mi Nó bật dậy và ôm chậm lấy mi nhưng không được. thân thể của mi tựa như một làn xương, vì mất đà mà nó cắm mặt về phía trước. Nó hốt hoảng trước kịp hỏi thì mi lên tiếng. Em chết rồi, anh thân ơi, anh không ôm em được đâu. Nghe thấy vậy, hai hàng nước mắt của nó tuôn rơi. Nếu như đây không phải hồn ma của mi thì có lẽ nó đã chạy mất dép rồi. Nó liền hỏi. Tại sao em bỏ anh mà đi như vậy hả mi Có điều gì ớt ức tới mức em tự tử bỏ cuộc đời mình như vậy? Nó muốn hỏi. Hỏi thật nhiều. Hàng trăm những câu hỏi vì sao? mi ngập ngừng rồi lên tiếng. Rồi đến lúc anh sẽ biết tất cả. Em thương anh lắm, nhưng mọi thứ đã bị kẻ đó hủy hoại hết rồi. nghe vậy nó liền cất tiếng oán trách. vậy em không thương anh sao? sao em đi mà không nói với anh dù chỉ một lời? biết là nó đang oán trách mình nhưng mình cũng không muốn giải thích. cô muốn để nó tự nhận ra rồi cô lên tiếng. em phải đi rồi. anh giữ gìn sức khỏe. em sẽ quay lại sớm thôi. sẽ sớm thôi rồi cô tan biến như một làn khói nó bật dậy sau giấc mơ vừa rồi và từ đây những kẻ phải trả giá bắt đầu nhận hình phạt của nhân quả báo oán quay trở lại nhà việt sau cuộc bê tha say xỉn trở về nhà đang về nhà thì việt gặp một cô gái xinh xắn anh ơi em em sang làng mình qua nhà bác nhưng bị lạc anh có thể giúp em không thấy cô gái ấp úng khuôn mặt ửng hồng mà tà tính trong người Việt nổi lên. Trong đầu hắn đã có một chủ đích. Hắn lên tiếng với cái giọng lè nhè nồng mùi rượu. "À, em em tìm nhà ai để anh giúp em?" Sau câu nói, Việt dẫn đường cho cô gái đi theo mình bằng cái tướng đi siêu vẹo. Mặc dù còn chưa hỏi cô gái muốn đi nhà ai. Việt dẫn cô gái đi được một đoạn thì dừng lại. Ngoảnh mặt lại phía sau với ánh mắt đầy tà dâm và sự tàn độc. Nhưng phía sau Việt không phải là một cô gái xinh đẹp Mà hắn vừa thấy là một con quỷ với cái miệng ngoác ra Hàm dưới gãy treo lủng lặng ở dưới Đôi mắt không còn trọng Chỉ còn hai cái lỗ đen xỉ sâu hoắm Đang chảy ra những thứ nước dịch nhảy nhụa màu đen Quần áo thì tạ tơi màu bùn đất và máu Tay chân thì lở loét Lòi cả xương ra ngoài Một giọng nói vang lên như ở thế giới bên kia vọng về Sao anh không đi nữa? Nhìn thấy cảnh này Việt như tình cả xịu. Hắn lắp bắp không ra tiếng. Rồi một tiếng hét vang trời. Hắn vừa chạy vừa thở không ra hơi. Một mạch hắn chạy thẳng về nhà mà không dám nhìn lại phía sau lưng. Còn phía sau cô gái đó đang nở một nụ cười lạnh lẽo và quái dị. Từ sau hôm đó Việt không dám ra khỏi nhà. Cả ngày rút ở trong phòng không dám ra ngoài dù chỉ là nửa bước mẹ việt thấy lạ liền hỏi con dạo này mày cứ làm sao mà đu rú, rú ở trong phòng thế con cai rượu à thấy mẹ hỏi việt ngập ngừng muốn kể lại nhưng lại thôi à à thì mà, mà không có chuyện gì đâu mấy bữa nay con mệt thấy vậy bố việt liền trách cứ con trai mày thì cứ hốc cho lắm rượu vào rồi kêu mệt mới mỏi làm ăn thì không lo tối ngày rượu với trẻ. Thấy bố trách mắng, Việt hậm hực bỏ vào trong phòng, đặt lưng xuống giường đang suy nghĩ mông lung về những chuyện đã qua. Bỗng một cơn gió lạnh toát thổi từ cửa sổ vào, khiến cho Việt dùng mình nổi gai ốc. Nhưng cái tính lời nhác khiến hắn không muốn dậy để đóng cửa. Tiếp tục là những cơn gió mang cái lạnh thấu xương thổi vào phòng, khiến hắn uể oải, vừa lẩm bẩm vừa bước ra đóng cửa sổ. Mẹ nó, trời hôm nay có lạnh lắm đâu mà gió lại lạnh thế nhở? Bước ra tới cửa, Việt thò tay để kéo cánh cửa lại nhưng không được. Giật mạnh mấy lần cũng không được, giống như cánh cửa đang bị kẹt bởi một thứ gì đó. Việt áp mặt vào giữa hai chiếc song cửa sổ để nhìn ra xem cánh cửa bị mắc thứ gì. Thì hắn như chôn chân tại chỗ. Thân xác của Việt như chết đứng. Bên ngoài cửa, một cô gái tóc tai rũ rượi thân thể lõa lổ, máu mè bè bét khắp cơ thể, những mảng thịt bong chóc lợn loét. Đôi chân rời ra, chỉ những sợi gân níu lại treo lủng lẳng, đang bị cái móc cửa sổ mắc vào trong miệng. Máu trong miệng trào ra ướt hết cả cơ thể. Đôi mắt mở trừng trừng nhìn về phía Việt, khiến cho Việt như muốn vỡ tim. Việt cố nhắm mắt lại để không cần phải nhìn cảnh đó nữa. Nhưng dù cố gắng đến mấy thì đôi mí lại không thể nào cụm xuống. Miệng Việt mấp máy như muốn hét lên, nhưng không phát ra được âm thanh nào dù là nhỏ nhất. Sự như mọi âm thanh của hắn phát ra chỉ có thể đến cổ họng thì lại bị chặn lại. Rồi từ từ gió thổi mạnh khiến chiếc cửa từ từ tiến về phía mặt hắn. Cái miệng bị chiếc móc vào hàm, đang há ra từ từ ngậm lại và nở một nụ cười đầy quỷ dị. Việt hét toáng lên, trang tỉnh. Mở mắt Việt thấy bố mẹ đang đứng ở bên cạnh. Còn mơ thấy cái gì mà hét ầm lên vậy con? Thấy con tỉnh, bố của Việt chép miệng mà nói. Chắc lại thiếu rượu nên mơ mộng linh tinh. Lấy lại được tinh thần sau cơn ác mộng. Nhưng Việt vẫn không biết mình đã thiếp đi lúc nào. Và tại sao giấc mơ lại chân thực đến như vậy? Về phía nó, từ sau hôm gặp mi tình cảm của nó và Linh ngày càng khăng khít nó dần có tình cảm với linh và cũng từ sau đêm đó nó không còn mơ về mi một lần nào nữa thế nhưng đêm nay nó lại mơ thấy mi nó lại cùng mi đứng thả chung ngoài đồng hai đứa cười đùa rồi mi nói với nó anh này nếu em trả thù thì anh có cạn em không thấy mi nói vậy nó liền nghi vấn hỏi mi tại sao lại trả thù ai có thủ oán với em sao? Sau câu nói của nó, một luồng sát khí mạnh mẽ toát ra từ người, thân thể mi bắt đầu giữa ra, tóc tai rụng xuống, trong mắt rơi ra, máu từ đâu tuôn ra ướt hết bộ đồ mà mi đang mặc. mi cất tiếng với cái giọng âm lạnh. Tất cả chúng nó phải đền mạng. Tỉnh dậy sau cơn ác mộng, nó bẩn thần nghĩ lại mọi chuyện. Cái chết của mi chắc chắn có ẩn khúc gì đó. Nó nhất định phải tìm hiểu rõ mọi chuyện. Cũng từ hôm đó, Linh không còn sang thăm nó như mọi lần nữa. Vì nghĩ Linh bận công việc gì đó, nên nó cũng không sang nhà để hỏi thăm và rủ Linh tìm hiểu cùng. Mà nó tự mình tìm ra tất cả sự thật. Còn về phía Việt, ngày nào cũng mơ thấy những cơn ác mộng, khiến cho Việt luôn sống trong sợ hãi và tiểu tụy. Đến khi không chịu được nữa, thì Việt mới kể lại mọi chuyện cho bố mẹ nghe. Ban đầu thì họ không còn tin. Nhưng khi thấy con mình trở nên tiểu tụy thì cả hai người đều lo lắng. Chiều đó mẹ Việt là bà Lý vội vàng đi xem thầy. Vừa tới cửa thì một cậu nhỏ là đệ tử của thầy liền nói với bà. Thầy tôi bảo bà về đi. Thầy tôi không giúp được gì cho bà đâu. Nghe thấy vậy, bà Lý càng thêm lo lắng. Chắc chắn Nhà bà phải xảy ra chuyện gì lớn lắm Thì thầy mới không giúp được Dù bà cố gắng xin sỏ đất nhiều Nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của cậu học trò Sau đó bà quỳ xuống khóc lóc Và xin sỏ mãi Thì thầy mới cho vào nói chuyện Vào trong chưa kịp nói gì Thì thầy đã lên tiếng Bà không cần nói gì cả Nhà bà gieo nhân thì ắt gặp oán Tôi gọi bà vào cũng vì thấy chết mà không cứu Thì cũng không phải đạo nghe thấy vậy thì bà lý mừng lắm bà đáp vâng con xin độ ơn thầy ạ mong thầy giúp con trai của con hết bao nhiêu con cũng xin hậu tạ ạ nghe vậy thầy nói tôi không cần bà hậu tạ gia đình bà sắp có đại họa giáng xuống và mọi thứ đều do gia đình bà gây ra bà nhất định phải nhớ trong vòng ba ngày nữa không được cho con trai bà ra khỏi nhà vì trong nhà thì gia tiên nhà bà còn giúp đỡ được đôi chút còn nếu không giữ được mạng thì âu cũng là cái giá mà gia đình bà gây ra thấy thầy nói vậy thì bà vâng xạ lên hồi và hỏi thầy ơi gia đình con đã gieo nên nghiệp gì mà lại phải trả thế ạ à? trước giờ gia đình con có gây oán thù với ai đâu thấy bà lý hỏi vậy thầy lớn tiếng mà nói bà thì tốt đẹp gì những thứ bà gây ra với con chồng chưa đến lúc nhận nghiệp mà thôi còn nghiệp nhà bà gây ra thì chắc chắn không thoát được đâu sau đó thầy lấy ra ba lá bùa đưa cho bà lý rồi sẵn bà cầm mấy lá bùa này về đưa cho mỗi người một cái nhất định phải luôn giữ bên người nói xong thầy lấy tiếp một lá bùa nhưng to hơn rồi nói còn cái này thì bà dán nó ở trước cửa tôi chỉ giúp bà được vậy thôi bà về đi Nhận lấy mấy lá bùa, bà Lý cảm ơn dối rít rồi ra về. Bà làm đúng theo những gì bà thầy dặn. Bà đưa cho chồng và con mỗi người một lá bùa. Còn lá bùa lớn hơn bà dán lên trước cửa. Sau khi xong, bà dặn Việt không được ra khỏi nhà trong ba ngày tới. Nhưng chưa tới ba ngày, thì ngay tối hôm đó không biết đi đâu, mà chân tay Việt dính đầy bùn đất. Hắn hớn hở hơn và nhìn có vẻ tươi tỉnh hơn Thấy con về, bà Lý liền mắng con. Mày vẫn chưa sợ à? Ta bảo mày không được ra khỏi nhà cơ mà. Thấy mẹ trách mắng, Việt cao có trả lời. Con biết rồi, thì từ giờ không ra ngoài nữa là được chứ gì. Từ sau hôm đó, Việt không còn mơ thấy gì nữa. Mọi thứ đều diễn ra một cách tốt đẹp. Còn về phía của nó, nó vẫn đang cố gắng tìm ra những manh mối để biết được sự thật cái chết của My. Nó tự giằn vặt mình tại sao không nhận ra sớm hơn, không tìm hiểu sớm hơn. Tại sao đến lúc Mi nói Mi muốn trả thù thì nó mới nhận ra rằng không tự nhiên mà Mi từ bỏ cuộc đời khi cô vẫn đang rất vui vẻ cả. Tối đó nó có tới nhà Mi để hỏi về tình hình trước đó của Mi và cũng để xem tại sao dạo gần đây Linh không còn sang chơi với nó nữa. Tới nơi, nó chào hỏi bố mẹ của Mi rồi nó ngập ngừng hỏi. Dạ con chào cô chú ạ cháu sang đây hôm nay là muốn hỏi chút chuyện không biết cô chú có thể giúp cháu được không ạ à? thấy nó nói vậy thì ông lâm bố của mi đáp ờ ừ, cháu có chuyện gì thì cứ hỏi đi thấy ông lâm đồng ý nó hỏi trước khi mất thì mi cô ấy có biểu hiện gì không chú nghe vậy ông lâm ngạc nhiên cháu hỏi chuyện này làm gì nó đáp mà không một chút do dự cháu muốn tìm hiểu sự thật về cái chết của Mi, mong chú giúp cháu." Nghe vậy, ông Lâm thở dài. "Hôm đấy nó sang nhà cháu về, tóc tai thì xũ rượi, quần áo thì bật hỏng hết cúc. Hai cô chú có hỏi thì nó lại nói không có gì, chạy thẳng vào phòng mà khóc. Nghe đến đây thì nó thấy lạ. Rõ là hôm đấy lúc sang nhà nó, Mi vẫn còn đang rất bình thường vui vẻ. Làm sao có chuyện đó xảy ra được?" Nó nghi vấn hỏi ông Lâm. "Hôm đó cháu và Mi vẫn bình thường, làm sao có chuyện đó được? Vậy Mi không nói gì với cô chú sao?" Ông Lâm đáp, "Ban đầu thì chú cứ nghĩ là hai đứa mày có chuyện gì đó, nhưng sau khi An ủi gặng hỏi thì biết là không phải do cháu. Còn mọi chuyện do đâu thì nó không nói. Được vài ngày thì nó bỏ cô chú mà đi luôn." Thấy ông Lâm buồn, nó an ủi dạ xin chú đừng buồn nữa chú luôn coi cháu như con cái trong nhà cháu nhất định sẽ tìm được ra sự thật nói chuyện cùng ông lâm xong nó quay ra sau nhà để hỏi linh dạo này bận bịu công việc gì mà không qua thăm nó nữa linh dạo này bận gì mà không thấy sang nhà anh chơi vậy thấy nó hỏi vậy linh đáp với giọng ngập ngừng Um, à dạo này em phụ mẹ làm đồng không có qua thăm anh được ạ nghĩ linh sẽ biết được chuyện gì của mi vì hai chị em thì cũng dễ tâm sự nó hỏi trước lúc mi mất mi có nói gì cho em nghe không linh đáp dạ không anh ạ nghĩ là mi không nói điều gì với linh nó lán lại nói chuyện đôi chút rồi ra về linh ngồi nhìn theo bóng hình của nó mà lẩm nhẩm trong miệng rồi từ từ anh sẽ biết thôi Sẽ sớm thôi Tất cả chúng nó phải chết Quay lại với Việt Sau khi được lá bùa Và sau cái đêm mà hắn ra ngoài về Thì không còn chuyện gì xảy ra Không hiểu sao từ hôm đó Việt không còn sợ nữa Việt lại tiếp tục những tháng ngày cờ bạc rượu trẻ be bé bét Và đêm nay cũng vậy Việt lại đi đâu đó nhậu về Việt lùi thủi đi thẳng sang nghĩa địa Chứ không phải về nhà Không biết hắn say rượu hay bị một ma lực nào hấp dẫn mà hắn cứ lầm lũi bước đi. Đến trước mộ của mi Việt nhìn thẳng vào tấm di ảnh trên mộ của mi mà cười sẵn sặc, miệng thì lẩm bẩm <laughs> Mày ám tao sao? Giờ thì mày ám tao đi. Tao đứng ở đây này. Mày sẽ sớm hồn siêu phách tán thôi con chó ạ. À? Nhưng Việt đâu biết rằng phía sau hắn, bóng hình một cô gái đã đứng ở đó từ bao giờ cười chán chê hắn quay mặt lại thì bột một khúc cây to dáng vào đầu hắn rồi từ từ việt nằm xuống còn nó sau khi hỏi thăm được chút manh mối ngay tập tức nó đi dọc theo con đường từ nhà mi tới nhà nó để hỏi thăm chạy qua vài nhà không được thông tin gì đang không biết phải làm thế nào thì nó chợt nhớ tới ông năm vì thường thì tầm giờ đấy ông hay đi soi ếch có thể ông sẽ gặp mi chạy tới cổng nhà ông năm nó gọi lớn Ông Năm ơi Ông có nhà không ạ à? Thấy có người gọi Ông Năm từ trong nhà bước ra Ai gọi cái gì đây Vào đây xem nào Nghe thấy ông Năm gọi Nó mở chiếc cổng che bước vào Ông Năm chỉ sống một mình Và Năm mất sớm Con cái thì bỏ lên thành phố sống hết Vào nhà ngồi xuống cạnh chiếc bàn gỗ Ông Năm rót nước cho nó rồi hỏi Sao? Này qua đây tìm bác là có chuyện gì Nhấp ngụm nước Rồi nó mở lời Trước hôm mi Con nhà ông Lâm xóm bên mất đó Hôm đi bắt ếch Bác có gặp cô ấy không ạ à? Thấy nó hỏi vậy Ông Năm có chút ngạc nhiên hỏi Sao cháu lại hỏi chuyện này Chuyện qua được vài tháng rồi mà Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của ông Năm Nó liền đáp cháu thấy cái chết của Mi có nhiều uẩn khúc nên cháu muốn tìm hiểu kỹ ông năm nhíu mày mà nói uẩn khúc chả vậy công an đã nói là tự tử rồi sao dạ thì cháu cũng biết nhưng không thể nào mà Mi tự tử như vậy được tự nhiên không có lý do gì mà lại đi tự tử bác biết được chuyện gì bác nói cho nghe với ạ cháu xin bác đấy ông năm thở dài rồi lên tiếng thật ra thì hôm đó bác có gặp nó thấy nó vừa giữ cúc áo vừa khóc chạy ra từ cái miếu ở giữa hai thôn ban đầu thì bác định hỏi nó xem đã có chuyện gì mà nó chạy nhanh quá bác không gọi kịp đến khoảng nửa đêm lúc bác đang về thì thấy bố mày cũng đi ra từ cái miếu đấy nghĩ là bố mày vào đó thắp hương chứ từ lúc bác thấy con mi tới lúc thấy bố mày là cách tận hai tiếng nên bác cũng không nghi ngờ gì nghe thấy vậy nó ngạc nhiên bố cháu ư không phải chứ bác có nhìn nhầm không ạ ông năm khẳng định không thể nhầm được bác tuy giả nhưng mắt bác vẫn đủ sáng để nhận ra là bố mày mà ông năm tiếp lời không biết là bố mày có gặp nó hay không vì thời gian gặp con bé và bố mày cách nhau khá lâu có thể là bố mày vào đó thắp hương chứ thời gian cách nhau như vậy sao mà gặp nhau được? nó cao mày đáp, thắp hương ư? ai lại đi thắp hương vào nửa đêm như thế? cái này thì bác không biết nhưng cũng vài lần bác thấy người ta thắp hương vào nửa đêm, cốt là để thần linh vong mà không quấy nhiễu trên đường về. nó gật cù hỏi, có cả chuyện đấy nữa à? nhưng bố cháu thường không mê tín đến mức như vậy đâu. nghe vậy ông năm đáp có thể nó gặp chuyện gì thì sao vâng vậy bác còn thấy gì nữa không bác ông năm đáp bác chỉ biết có vậy thôi mong giúp cháu được phần nào bác thấy con bé nó cũng ngoan mà số lại ngắn quá thật là khó thân nghe đến đây nó nhấp ngụm nước rồi chào ông năm ra về nếu vậy thì cháu không làm phiền bác nữa ạ cháu xin phép về sau khi hỏi xong Nó trở về nhà Với hàng trăm những mối nghi ngờ trong đầu Bố mình ư Không thể như thế được Không thể như thế Nằm suy nghĩ miên man Nó thiếp đi lúc nào không biết Trong giấc mơ Nó thấy một cô gái với khuôn mặt lở loét tẩm lợm Quần áo thì nhuộm một màu bùn đất Và máu đang đứng trước cửa sổ Luôn miệng nói Cứu em với Em đau quá cứu em với anh thân ơi nó sợ lắm nhưng vẫn cố hỏi cô cô là ai tại sao lại kêu tôi cứu thân hình cô gái đang rửa ra cô cất tiếng yếu ớt em là mi đây người ta yểm bùa em đau quá anh cứu em với nó trợn tròn mắt mi sao sao em lại thành ra như vậy Thân hình của mi ngày càng bong chóc những mạng thịt nhiều hơn. Cô gái cất tiếng trong sự đau đớn. Người ta chấn yểm hồn của em. Chính thứ bùa ấy đang ăn dần linh hồn của em. Anh cứu em với. Em không chịu được nữa rồi. Hồn ma của mi biến mất. Nó tròn tỉnh, mồ hôi đầm đìa. Ngồi nghĩ lại giấc mơ. Nó cố nghĩ xem ai là người đã hại mi và đang yểm bùa mi. Tại sao mi không báo cho ai khác mà lại báo cho mình sáng sớm khi mặt trời lên nó chạy thẳng ra mộ của mi để xem rốt cục là đã có chuyện gì với mộ của mi tới nơi nó thấy rất đông người đang tụ tập ở gần mộ của mi hỏi mọi người quanh đó thì ra là có người chết lách đám đông vào trong thì hỡi ôi trước mặt nó là một cái xác bị treo lên cây da thịt bị dóc hết từ đầu đến chân Trọng mắt thì bị móc mất chỉ còn lại xương trắng ẩn cùng với những thớ thịt còn sót lại trông mà phát tởm dưới đất những mảnh thịt nội tạng bị vất tung tóe máu thấm xuống đất đỏ cả một khu bốc lên những mùi hôi tanh khủng khiếp xung quanh công an đang kiểm tra hiện trường và xác nhận danh tính của nạn nhân khoảng ba mươi phút thì tiếng khóc thảm thiết từ phía xa chạy lại đó chính là bà lý và ông hùng đến lúc này thì nó cũng nhận ra cái xác kia có lẽ chính là xác của Việt. Nhưng ai đã giết Việt? Là mi sao? Không thể nào. mi hôm qua còn đang rất đau đớn để tìm nó giúp đỡ. Làm sao có thể giết Việt? Tuy là anh em, nhưng nó và Việt vốn cũng chả sống với nhau nhiều. Bởi vậy khi Việt chết, nó cũng không lấy làm buồn phiền nhiều. Còn về phía gia đình Việt, sau khi không tìm được manh mối gì, công an cho gia đình mang cái xác của Việt về làm ma chay trong đám tang bà lý khóc ngất khi thấy con mình chết một cách thê thảm còn ông hùng thì cũng không còn tâm trí gì để lo khách khứa nữa ông cứ ngồi thẫn thờ trước cái xác của con hai hàng nước mắt khẽ lam xuống mọi thứ giờ chỉ có nó lo từ việc khách viếng đến những thứ đồ cần thiết sau ba ngày cúng kiếng và làm lễ xong xuôi nhập áo quan xong người ta bắt đầu đưa quan tài đi hạ huyệt trên con đường ẩm ướt bởi cơn mưa lớp phớt từ đêm hôm trước. Đang đi thì một tia sét đánh xuống chúng vào chiếc quan tài. Không biết có thứ ma lực gì mà bốn người kiêng quan tài không bị làm sao, chỉ xây sát do bị văng ngã xuống đường. Thế nhưng, chiếc quan tài của Việt đã bị đánh cho bùng nắp, rơi xuống đường và làm cho cái xác lăn ra. Cái xác đang trong quá trình phân hủy, những mảnh thịt còn sót lại trên cơ thể đã thâm tím Tình cảnh khiến cho mọi người hoảng sợ là hét toán loạn. Sau giây phút hỗn loạn, ông thầy cúng dục mọi người cho xác của Việt vào lại quan tài và đưa đi chôn càng nhanh càng tốt. Ở phía xa, một cô gái đang dõi theo đoàn người, mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo. Sau cái chết của Việt, trong bữa cơm bà Tâm nói với nó. Người ta có điều tra ra được ai là người hại thằng Việt không cháu? Nó lắc đầu trả lời Dạ không bà Bà Tâm đặt bát cơm xuống Lặng lặng đi vào phòng Đôi mắt bà đã sưng đỏ suốt mấy ngày hôm nay Tuy Việt là con của vợ hai Nhưng dù thế nào Thì nó vẫn là cháu ruột của bà Nó nhìn theo bà thở dài một cách não nề Nuốt cố hết bát cơm Dọn dẹp xong Nó vào phòng đặt lưng xuống giường Suy nghĩ lại những câu chuyện đã qua Không lẽ là Việt đã hại mi nên mi đã trả thù việt ư nhưng việt đã làm gì với mi nằm miên man suy nghĩ nó dần chìm vào giấc ngủ quay trở lại nhà việt sau cái chết của việt trong bữa cơm hai vợ chồng ông hùng không nói với nhau tiếng nào ăn xong ông hùng đi vào phòng ngủ còn bà lý thì quay ra chiếc ghế ngoài thềm ngồi mà nhìn xa xăm đang luận quẩn trong suy nghĩ thì bà bỗng nhìn thấy bóng dáng siêu vẹo từ cổng đi vào cái sáng đi mà thằng con trai bà vẫn thường về mỗi khi nó đã nốc đủ rượu bà rụi mắt đi rụi mắt lại để nhìn cho kỹ xem có phải thằng con trai quý tử của mình hay không khi bà đã nhìn kỹ thì bà chạy ùa ra để ôm lấy cậu con trai của mình ôm chầm lấy con mà khóc bà ngước mặt lên để nhìn con cho thật kỹ thì đó không phải khuôn mặt của việt mà là khuôn mặt của thân bà giật mình buông tay ra bà lau vội những giọt nước mắt rồi quay đi mà nói. Mày về đây làm gì hả thằng con hoang? Ở với mày chỉ có xui xẻo mà thôi. Một tiếng cười vang, mang theo những nỗi oán thán để lạnh lẽo. Một giọng nói cất lên khiến cho bà Lý giật mình. Sao mẹ lại nói con là con hoang chứ? Bà quay người nhìn lại thì, khuôn mặt và thân hình đó lại là Việt chứ không phải thân. Bà định chạy lại thì thân hình của thân đang dần biến dạng. Miệng chảy ra thứ dịch nhờn đen xỉ cùng những chiếc răng cứ trào ra từ miệng rơi lột bộp xuống đất. Da thịt thì chảy giữa da. Vô cùng kinh tởm. Trong mắt từ từ biến mất mà thay vào đó là run và giỏi đang chảy ra theo thứ dịch nhờn đặc quánh đen xỉ kia. Nó tiến dần lại chỗ bà và cất tiếng. Con của mẹ là đây hả? Nó cất một chàng cười kinh dị, Ma quái Rồi tiến lại bóp cổ bà Bà Lý do quá kinh hãi Chân tay bùn rùn không thể nào Mà nhấc chân lên được Bà chỉ trợn tròn mắt nhìn Cánh tay kinh tởm chỉ còn xương Và những mảng thịt thối sữa của nó đặt lên cổ Mà bóp Cánh tay khẳng khiu Nhớp nháp bởi thứ thịt thối sữa Bóp chặt lấy cổ bà Khiến cho bà tắc thở Đè bà ngồi xuống Nó cho thứ dịch nhớp nháp ấy chảy vào miệng của bà khiến cho bà lợm giọng muốn nôn nhưng không được bà cố vùng vẫy trong tuyệt vọng dậy đi bà làm cái gì mà ngồi ngủ gật ngoài này vậy lại còn hét toáng lên như thế hả hoàn hồn sau giấc mơ bà lý bần thần khi thấy mình đã ngủ gật trước thềm nhà bà kể lại giấc mơ vừa rồi cho ông hùng nghe ông hùng liền nói chắc do bà nhớ con quá thôi vào giường ngủ đi quay vào trong nhà Bà thắp hương lên bàn thờ, vừa cắm hương và bát nhang, thì hương ngay lập tức bốc cháy dữ dội. Ngoài cổng một bóng hình tóc tai rũ rượi đang dần biến mất vào màn đêm u tối. Sáng ngày hôm sau, bà Lý tức tốc lên huyện để tìm thầy, nhưng đi tới thầy nào thì bà cũng chỉ nhận lại là cái lắc đầu và câu nói: "Muộn rồi, không ai giúp được bà nữa đâu, nó quá mạnh rồi." trở về trong sự lo sợ. Bà nói lại với ông Hùng thì ông liền gạt phát đi. Bà chỉ được cái lắm chuyện, ma với chặt quỷ, nhớ con quá thành ra mơ mộng linh tinh. Nghe vậy bà Lý giận dỗi mà đáp lại. Ừ, đúng rồi, nó là con tôi thì tôi nhớ, chứ nó đâu phải con ông, ông chỉ có thằng kia là con thôi. Bà, bà... Không chờ ông Hùng nói xong, bà Lý quay vào trong phòng đóng cửa lại. Được một lúc thì ốc Hùng nghe thấy tiếng hét của bà Lý trong phòng vọng ra. Ông hốt hoảng chạy vào trong thì thấy bà Lý đang run lẩy bẩy trên giường. Đôi mắt thì nhìn láo liên khắp phòng như đang đề phòng một thứ gì đó. Quay lại với nó, sau vài ngày cố tìm kiếm chút manh mối về cái chết của mi nhưng không thành. Đêm nay đang ngủ thì nó nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Trời đã khuya nhưng không biết ai còn gõ cửa có việc gì nó lật đật xuống giường ra mở cửa nhưng khi mở cửa ra thì phía ngoài sân chỉ có một màu đen u tịnh không một tiếng ếch nhái bên ngoài cửa không hề có bất cứ một bóng hình của ai cả đóng cửa quay người trở vào trong thì nó giật bắn mình một cô gái thân hình cô gái tóc tai lù xù bê bết máu làm cho những sợi tóc bếp lại với nhau những giọt máu tí tách rơi trên nền nhà cảnh tượng kinh khủng ấy khiến nó vô cùng sợ hãi nó phiện tay vào cửa rồi cất giọng lắp bắp cô 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 là 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 ai sao sao vào nhà của tôi cô gái lại cất lên với cái giọng nói âm u lạnh lẽo em là mi đây nó vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy như vậy nhưng sự sợ hãi vẫn chưa hề giảm bớt nó hỏi mi sao Chẳng phải em bị người ta chấn yểm rồi sao Em cần anh giúp đỡ gì Mi lên tiếng Em thoát được khỏi chấn yểm của nó rồi anh ơi Nghe đến đây Nó lại càng cảm thấy lạ Thoát được rồi ư Vậy ai đã chấn yểm em Một luồng sát khí phát ra từ cơ thể đang dị máu của cô gái Là thằng em Cùng cha khác mẹ với anh Và một kẻ mang thân người Nhưng tâm của nó đã hóa quỷ Vậy Vậy làm sao mà em thoát được? Kẻ đó là ai? Nhờ thằng em của anh chết, máu của nó chảy xuống mộ của em, em đã hấp thụ được máu và sự oán hận của nó để mạnh lên, nên đã thoát được chấn yểm của nó. Nghe đến đây, thì nó trợn tròn mắt. Vậy, em về tìm anh giúp gì hay sao? Không. Em chỉ về để thăm anh và nói cho anh biết rằng nên cẩn thận với kẻ mà đang ở bên cạnh anh. Rồi thân hình cô gái biến mất, nó choàng tỉnh, thấy mình ở trên giường, mồ hôi đầm đìa ướt hết lưng áo, thở hổn hển sau giấc mơ quái đản vừa rồi. Nó bần thần nhớ lại giấc mơ. Kẻ bên cạnh mình, kẻ đó là ai chứ? Nghĩ mãi không biết người đó là ai, nó xuống giường lắc đầu vài cái thật mạnh để vứt bỏ những suy nghĩ rắc rối không lời giải ấy ra khỏi đầu bước ra khỏi phòng cùng lúc đó bà tâm từ dưới bếp đi lên nhìn thấy nó nét mặt có vẻ mệt mỏi như nhận ra điều gì bà đi lại phía ban thở tháp hương rồi bà lấy từ dưới bát hương một lá bùa đưa cho nó rồi dặn cháu cầm lấy cái này trong người nó sẽ giúp cháu không bị những thứ khí độc nhiễm vào người nó vâng dạ nhận lấy lá bùa rồi tiếp tục công việc thường ngày sáng sớm Bà Lý tiếp tục đi tìm sự giúp đỡ từ những người thầy Pháp Thế nhưng dù có cầu xin hay khóc lóc thế nào Thì cũng không một thầy nào giúp đỡ bà Trở về nhà, căn nhà trở nên u ám Ông Hùng hôm nay không biết đi đâu chưa về Bà lặng lặng đi vào nhà, ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế giữa nhà Tiếng gõ cửa khiến cho bà giật mình đứng dậy Nghĩ ông Hùng đáp về, bà lật đật chạy ra mở cửa Mở cửa ra thì không có ai ở bên ngoài chỉ có những cơn gió thổi mạnh mẽ báo hiệu một cơn mưa có lẽ sẽ là một cơn mưa lớn đóng cửa lại bà quay lại chiếc ghế ngồi xuống ghế bà chép miệng chắc do mình nghe lầm thôi trở lại chiếc ghế ngồi thẫn thở suy nghĩ chỉ vì bà đối xử không tốt với thân mà ông trời cướp mất thẳng con trai yêu quý của bà ông trời thật bất công với bà đang miên man suy nghĩ oán trách mọi thứ thì có thứ gì đó như nước rơi xuống đầu bà ban đầu thì từng giọt sau đó càng dần càng nhiều vì mệt mỏi bà cũng chả lấy làm quan tâm nhưng khi nó chảy nhiều xuống mặt bà lạnh toát thì bà mới bừng tỉnh cho tay áo lên chùi mặt thất kinh mà hét toáng lên thì ra không phải là nước mà là máu trên trần một vật gì đó rất to và nặng rơi xuống lần này thì bà như muốn vỡ tim một cái xác người nát bét đang nằm sóng xoài trên đất. Trở về nhà sau cơn say, ngoài trời sau cơn mưa lớn, thì trời vẫn chưa nguôi, vẫn giả xích những cơn mưa nhỏ lớt phớt bay. Gió lùa lạnh thấu ra thịt. Ông Hùng mở cửa, rồi gọi bằng cái giọng lè nhẹ. Bà nó đâu rồi? Bước vào trong nhà, ông vẫn làm nhạc những câu mà chỉ những người say mới hiểu được. Đang tiến vào trong phòng thì ông vấp phải một thứ gì đó cứng nhắc và lạnh toát. Ông lồm cồm bỏ dậy, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Nhìn xuống thứ đó, một dòng điện chạy dọc từ trên đầu xuống chân, làm cho ông tỉnh cả xỉu. Bà Lý đang nằm giữa nhà, thân thể không một mảnh vải che thân, đôi mắt trợn trừng, máu chảy từ mắt mũi miệng ra, thành từng vũng. Ông hét toáng lên, loạn choạng đứng dậy chạy ra sân. Dù từ trong nhà ra sân thôi mà ông vấp ngã đến mấy lần. Hàng xóm nghe thấy chạy sang xem có chuyện gì, thì ai cũng phải sợ sệt, mặt tái mép. Trước cảnh tượng đầy quái dị và khủng khiếp, có người còn phải bụp miệng, ôm bụng mà ói. Trong đám tang của bà Lý, buổi tối hôm đó khi những người trong quan tài còn đang say giấc, thì bỗng thấy mùi khét và nóng. Nó và mọi người bừng tỉnh, thì thấy chiếc quan tài của bà Lý đang bùng cháy, vì phát hiện kịp thời nên chỉ cháy xém một phần ở phía trên đầu. Sáng ngày hôm sau, khi đưa chiếc quan tài của bà đi chôn cất, không biết từ đâu những đàn quạ bay về thành đàn, đậu dọc đường, kêu vang trời Sau cái chết của bà Lý, lời đồn thổi bắt đầu nổi lên. Những lời đồn Việt bị chết trùng hay do trời phạt vì ngược đãi con chồng ngày càng được theo dệt một cách ma mị và đầy đáng sợ. Còn ông Hùng thì ngày càng thêm chán nản ông đâm đầu vào rượu Ngày nào ông cũng uống đến say mềm mới trở về nhà Còn về nó, gần đây tình cảm của nó và Linh đang tiến triển nhiều hơn Nó đang dần dành tình cảm cho Linh Kể đến đây, tôi liền hỏi bà châm Còn chú Hùng thì sao hả bà? Sao chú ấy lại mất à? Bà lại tiếp tục kể với cái giọng nghẹn nghẹn. Nhiều ngày sau đó, trong một đêm say rượu, ông Hùng trở về nhà khi cơn say đã ngấm và lấy đi mất ý thức. Ông nằm vật ngủ ở giữa nhà. Đang trong giấc mơ, ông thấy Việt và bà Lý đang bị hai sợi xích sắt vào cổ và sắt đi bởi một cô gái. Ông nhìn cô ta có vẻ gì đó rất đỗi quen thuộc. Tiến lại gần ông, cô gái ngước mặt lên nhìn ông với ánh mắt đỏ ngầu. Những tia vằn đỏ hiện rõ trong con mắt oán giận, đằng đặng sát khí. Cô ta gằn lên từng tiếng nói với ông. Chắc đến lúc ông cũng phải đi theo con và vợ của ông rồi chứ. Buổi sáng hôm đó, cánh cửa nhà ông Hùng mở ra. Một cô gái bước vào và nhau mắt nhìn. Cô ta nói nhỏ, chỉ đủ cho mình cô ta nghe. Mình đến chậm một bước rồi. Phía trên xà nhà, cái xác của ông Hùng đang treo lủng lẳng bởi một sợi dây thắt vào cổ. Đôi mắt trợn trừng như gặp phải cảnh tượng gì kinh khủng lắm. Ngày hôm đó, ở nhà mà nó cứ cảm thấy nôn nao khó tả nghĩ có điều chẳng lành nó chạy qua nhà để xem bố thế nào chạy vào đến sân nó chết lặng khi thấy linh đang đứng giữa nhà mà nhìn lên cái xác đang treo lủng lặng chạy vào trong nhà nhìn lên cái xác nó đau xót nhìn sang linh mà gằn lên từng tiếng cô đã làm gì bố tôi cô đã làm gì bố tôi hả nó túm lấy hai vai của linh mà hỏi mà lắc rồi nó đẩy cô ngã dưới rụi ra sân. Cô, cô là thứ ác quỷ. Sau cú đẩy một dòng máu dỉ ra từ trên đầu của cô, cô khóc nấc lên nói. Không phải em làm đâu anh, khi đến em đã thấy như thế này rồi. Nó im lặng, Linh tiếp tục nói. Em yêu anh như vậy mà, anh không tin em sao? Nó quát lớn. Cô biến đi. Nghe đến đây, Linh chạy vụt đi, còn nó thì đưa cái xác của bố xuống, rồi ngồi thụp giữa nhà mà khóc. Dù trước bố nó có đánh đập nó nhiều đến như thế nào đi chăng nữa, thì bố nó vẫn là bố ruột của nó. Nghe tới đây, tôi đã thấy hai dòng nước của bà Tâm đôi ra từ hai khóe mắt. Khi tôi nghĩ mãi không hiểu được hết câu chuyện, tôi hỏi bà. Vậy tất cả cái chết đều là do Linh gây ra hay sao hả bà? Bà Tâm đáp không cháu ạ à. linh chỉ ra tay với việt nghe vậy tôi ngạc nhiên đáp vậy còn chú hùng và cô lý thì sao ạ à? là mi chính mi nó báo oán nghe vậy tôi càng ngạc nhiên và càng trở nên dối não hơn mi mi báo oán ư tức tối khi thấy mi và thân tình tứ bên nhau linh hậm hực quay trở về nhà đang trên đường về thì cô bị chặn lại bởi một kẻ nồng nặc mùi rượu việt anh định làm gì cất giọng lè nhè việt lên tiếng tao muốn thương lượng với mày một việc linh ngạc nhiên thương lượng việc gì việt đáp tao biết mày thích ông anh quý hóa của tao nhưng nó lại thương chị mày bây giờ tao có cái này muốn nói với mày nếu như đồng ý thì mày có được thằng thân còn tao thì có được mi mày nghĩ sao linh nhào mắt suy nghĩ sau khi cô suy nghĩ xong cô lên tiếng được vậy mày muốn như thế nào việt nở một nụ cười nham hiểm rồi trả lời <laughs> tao không cần mày làm gì nhiều mai mày chỉ cần lừa mi ra cái miếu giữa hai thôn là được mọi chuyện để tao lo ngày hôm sau mi sang nhà thân như thường lệ nhưng hôm nay sắp bận việc nhà nên mi sang muộn đi tới nhà thân thì thân đã đi thả rọ linh thấy mi đang ngồi đợi ngoài cổng thì liền chạy lại mà nói chị mi chị đợi anh thân ư em thấy anh thân đang thả rọ ở suối gần miếu ý nghe thấy em mình nói như vậy mi không nghi ngờ mà chạy ra miếu ngay ra tới đó cô chạy ra suối tìm thân nhưng không thấy nghĩ là thân đang trong miếu cô quay người chạy lên phía miếu dù rất sợ chạy tới gần cửa miếu thì cô vấp phải một người. Không để ý cô chỉ xin lỗi rồi chạy thẳng lên miếu. Nhưng cô đâu biết người đó đang đi theo cô. Chạy vào trong không thấy thân. Cô không dám nán lại. Quay chạy trở ra thì cô bị một người chặn lại ở cửa. Không ai khác. Đó chính là bố của thân. Sau khi cái vã với vợ, ông ta tức tối bỏ đi. Sau cuộc nhậu chán chê cùng bạn bè thì ông quay về đang siêu vẹo trở về nhà thì bị cô bé vấp phải. Thấy cô bé xinh xắn, ông ta đắt nảy sinh ý đồ tăm tối và đổi bại. Thấy cô gái chạy vào miếu, ông ta lặng lặng đi theo. Chặn mi ở cửa, ông Hùng bắt đầu dò trò đổi bại của mình. Mặc kệ mi có giấy dụa cậu xin hay khóc lóc, cào cấu thế nào, ông Hùng cũng không buông tha. Sau khi đã thỏa mãn cơn thú tính, ông Hùng nằm vật ra miếu mà ngủ. Còn mi thì quá uất ức, Cô chạy thật nhanh trở về nhà. Ông Hùng sau đó tỉnh lại. Ông lấy thách trở về nhà khi men say vẫn còn làm chủ tâm trí của ông. Còn về phía Việt, do nhậu nhẹt và mải mê vào ván bạc bài đỏ đen đã quên mất cuộc thỏa thuận của hắn và Linh. Sau khi chán chê trở về, hắn mới nhớ tới và đi ra miếu. Cũng đúng lúc đó, Linh cũng ra đó để xem tình hình. Chạy vào trong không thấy ai. Cô quay trở ra, thì bị Việt ôm chầm lấy mà đẻ cô ra đất. Còn về phía Việt, do men say đã lấy mất đi tâm trí, thấy bóng cô gái chạy vào trong miếu, không cần xem xét kỹ là ai. Hắn lao vào và làm trò mà chính bố hắn vừa làm với một cô gái hiền lành tội nghiệp. Linh cố vùng vẫy và nói cho Việt biết mình là Linh chứ không phải My. Nhưng cô đã không thể làm cho con ma men đang đẻ trên người mình dừng lại. Tới sáng khi Việt tỉnh lại, khi men rượu không còn làm chủ tâm trí của hắn, thì hắn lãnh ngay cú tát chát chúa vào mặt. Linh cản giọng. Mày biết mày đã làm gì tao không hả? Việt ngơ ngác. Tao làm gì mày? Lại một cái tát nữa vào mặt, Linh tiếp tục nói. Mày thỏa thuận với tao hay là mày lừa tao? Sau khi con ma men thoát khỏi người, thì Việt cũng chẳng còn nhớ thứ gì. Dù bị đánh rất đau hắn cũng không thể nói hay nhớ bất cứ thứ gì. Còn Linh, sau khi trở về nhà thấy chị mình có vẻ lạ, sau khi hỏi thì được mi kể cho Linh nghe. Nhưng mi lại không nói đó là bố của thân. Chính vì điều này mà Linh vẫn nghĩ là do Việt làm. Nhưng Việt đã làm thế với hai chị em cô. Tuy vậy, nhưng ít ra Linh cũng đã đạt được mục đích. Còn về phía Việt, cô sẽ xử lý hắn sau. Vài ngày sau, thì my tự kết liễu cuộc đời của mình sau khi my chết thì cả linh và việt luôn bị oan hồn của my dày vò sau nhiều lần sợ hãi thì linh đã đi thỉnh được một loại bùa yểm của một ông thầy về và đưa cho việt đi yểm mộ của my lại vì sợ mọi chuyện lộ tẩy nên linh đã lên kế hoạch để trừ khử việt vừa là để trả thù việc việt đã dở trò với cô vừa là để bịt lại đầu mối sau đó khi tâm quỷ dần ăn mất đi sự lương thiện của linh linh đã xóc xương rút gân của việt một cách dã man dù máu của việt có nhuộm đỏ cả thân thể của cô nhưng cũng nhờ đó mà mi đã thoát được khỏi chấn yểm mà linh đã cho việt chấn linh hồn của mi thoát ra được khỏi chấn yểm thì đã hóa quỷ trở về tìm bố của thân mà báo oán trả thù nghe bà tâm kể tới đây thì tôi đã hiểu ra đôi chút tôi hỏi vậy chú hùng và cô lý là do mi trả thù hả bà? bà liền đáp. Đúng rồi cháu. Vậy tại sao Linh lại nói là tất cả chúng nó đều phải chết là sao hả bà? Đó không phải là Linh, mà là oan hồn của mi Vì lúc đó đang bị chấn yểm nên My không thể làm gì Linh cả. Còn Linh thì chỉ ngồi đó mà cười mỉm. Linh không nghe thấy và cũng không biết phía ngay sau lưng. Một vong hồn đang quằn mình chống lại sự đau đớn từ bùa yểm đang nhìn cô với ánh mắt đỏ sực vong hồn của mi vậy sao lúc đó mi không ra tay luôn bà tâm đáp vì mi đang bị trói buộc thứ bùa đó không xích vong hồn của mi mà nó ăn mòn đi vong hồn của cô ấy mi vẫn có thể đi ra ngoài nhưng không thể dọa hay làm hại ai cả nghe tới đây thì tôi đã hiểu được câu chuyện nhưng tại sao thân lại bị điên loạn như bây giờ tôi liền đem thắc mắc này ra hỏi bà tại sao thân lại bị như bây giờ hả bà bà lau dòng nước mắt mà đáp vì linh là em ruột của nó sau khi đẩy linh ngã và đuổi linh đi vài ngày sau linh đã tự tử trong chính căn phòng nơi mà my đã tự từ bỏ cuộc đời vì vậy nó luôn tự cho rằng chính nó mà my phải chết cũng vì nó mà linh cũng phải chết cùng với những người thân bên cạnh nó cũng không thoát khỏi hơn thế nữa nó lại đem lòng yêu cả em gái ruột của mình Tôi thắc mắc hỏi bà Linh là em ruột của thân sao? Bà liền đáp Đúng vậy Lúc bị ly dị với bố thân Mẹ nó đang mang thai Linh được 3 tháng Qua làng bên thì gặp mẹ của My Là bạn thân Nên mẹ My đã giúp đỡ Sau này khi sinh ra Linh Do sinh khó nên mẹ nó đã qua đời Tôi thở dài mà quay trở về Bỏ lại một người già Phải chịu nhiều đau thương Phải mất đi hết những người thân kẻ đầu bạc tiến kẻ đầu xanh cũng vì tình yêu mù quáng không biết điểm dừng mà từ một cô gái hiền lành như Linh lại hãm hại chị mình giết Việt một cách dã man nhưng dù gì thì Linh cũng đã phải trả giá còn nó thân cũng không biết là so mi đã làm cho điên dại hay tự bản thân trở nên sợ hãi với chính bản thân mình câu chuyện gia đình của một người hàng xóm ở gần nhà tôi là những người bạn thân của tôi từ thuở tấm bé, nhưng vì xa quê hương quá lâu năm, xa đến tận 5 năm trời, những diễn biến đó xảy ra mà tôi không biết. Và từ đó tôi cảm thấy mình nên trân trọng quê hương nhiều hơn, trân trọng những người thân xung quanh mình, bởi một ngày nào đó, chính họ lại là những người sẽ phải ra đi. Từ đó trở về sau, tôi dù đi làm nhưng thường xuyên quay trở về nhà để thăm bố, thăm những người thân yêu. Và tôi cũng thường xuyên sang nhà bà Tâm, tâm sự nói chuyện cùng với bà để cho vơi đi nỗi buồn của một người phụ nữ đã phải gánh chịu biết bao đau thương trong cuộc sống này. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe xong câu chuyện ngày hôm nay cùng với Duy Thuận. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón nghe nhé. Và tác giả Hinh Nghiêm, một cái tên rất là hay rất là đặc biệt lần đầu tiên thuận là được hợp tác và đọc những câu chuyện của tác giả này trên kênh người dẫn đường quay âm thì um, không biết mọi người cảm nhận về câu chuyện này như thế nào nhưng mà thuận thấy rằng là um, tác giả biến hóa cái câu chuyện nó trở nên rất là phức tạp với nhiều tuyến nhân vật với nhiều câu chuyện nhỏ lồng ghép trong một cái câu chuyện lớn thành ra là um, khi thuận đọc thì thuận hơi bị rối một xíu không biết mọi người nghe thì cảm thấy như thế nào tức là thuận hơi bị rối về cái câu chuyện này một xíu thôi nhưng còn lại về cái uh, chủ đề và cái câu chuyện thì thuận thấy cũng nằm ở mức ok thực sự nó không phải là câu chuyện quá hay quá đặc sắc đây là cái điều chúng ta phải nhìn thẳng và thực tế thôi chứ không phải là vì mình đọc câu chuyện này mà mình phải khen nó điều đấy là không thuận cứ cái gì rõ ràng hay là hay mà không hay là không hay điểm nào mà thuận cảm thấy nó chưa được thì thuận sẽ nói thẳng luôn và câu chuyện này thì thuận cảm thấy nó chìm dừng ở mức là ok và nghe được chứ nếu nói về cái độ đặc sắc và độ uh, tuyệt vời của nó thì khác. Đọc cái đoạn đầu ấy khi nhân vật giới thiệu là à đã 5 năm mới trở về quê hương à, rồi thế này thế kia thì thuận lại cứ nghĩ rằng sẽ là những cái câu chuyện kể về cái nhân vật đó, chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ mà khiến cho anh ta phải bỏ quê hương đi 5 năm biệt xứ như thế. Thế thành ra cuối cùng tác giả lại không viết về nhân vật đó mà lại viết về một câu chuyện của những người bạn thân của nhân vật này thì thuận cũng hơi bất ngờ về yếu tố đó ok cảm ơn mọi người đã đón nghe câu chuyện và cho thuận được vài cái bình luận comment ở phía dưới nhé à, chúc mọi người một đêm ngon giấc ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau 9 giờ trên kênh người dẫn đường gọi âm nhé